Coleman đi đâu mất tiêu rồi, chắc chắn ảnh là người lấy cái bóp của mình chứ không ai. Coleman đâu? Em không biết. Trả bóp cho tao. Trả cái ví cho. Mày ăn cắp bánh của người ta nữa hả? Em bị mất cái bóp rồi anh. Bóp tiền á, cái ví tiền á, 20 triệu với lại 500 đô đó. Hay là sáng anh có cầm nhầm không anh? Anh có cầm nhầm không? Đập nửa giờ rồi cũng cầm gì. Anh có vô tình là lụm nửa trăm trên lại anh khổ quá. Trả thôi nè, trả nè. Quá. Trả thiệt anh. Dạ. Ôi, xin lỗi anh, mốt không có ghẹo anh nữa. Ủa mấy bao cao su đây đâu anh? Ủa mấy bao cao su đây đâu anh? À, có nhẫn cưới quên đeo nữa. Cái thẻ còn đó. Còn thẻ mất 5 cái bao cao su. Mất 5 cái bao cao su. Xạo xạo không, túi nó bao không có tiền rồi đặt. 20 triệu em anh. Hay là em đi báo công an nha anh. Giờ mất tiền rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Chứ 2 đô mà nó la là nó 20 triệu chứ 500 đô rồi, thấy không? Nó đi ăn cơm với ông, đếm, trời nó đếm, tiền thú á. Cuối cùng ảnh cũng không trả 5 bao cao su của anh Sơn luôn. Anh thôi, anh thôi. Coleman đi đâu mất tiêu rồi. Chắc chắn ảnh là người lấy cái bóp của mình chứ không ai. Sáng giờ không có ăn uống gì. Nó bụng gần chết. Không có tiền ăn. Bây giờ có cơm ăn cái gì kìa. Rồi em lấy máy em đi, em nhảy ra. Bây giờ tới giờ cơm trưa luôn rồi. Ê thằng ăn cắp. Thằng ăn cắp. Coleman đâu rồi? Đâu biết rồi. Coleman đâu? Em không biết. Trả bóp cho tao. Em không biết thiệt. Trả bóp cho anh. Em mới lấy bánh bùa anh hàng. Anh ăn bánh. Trả cái ví cho. Mày ăn cắp bánh của người ta nữa hả? Có đâu. Để đi ngay khách sạn em thấy anh đó không? Mấy đứa bên ấy đó rồi. Mấy đứa bên bạn tôi chứng rồi. Sung quá tham gia trò chơi. Ngày có tinh cái một ngày. Đi chơi anh à. Mày ăn cắp bóp tao phải không? Sung quá đi kiếm bằng bò hút em chết bà. Quần nhỏ của em đóng không mẹ. Không phải, hồi dục đi. Không. Trời ơi, băng vệ sinh gì ghê quá vậy. Tại dục quá mày lụm đi. Ba cái đồ quỷ này dục lại. Ừ. Đúng rồi. Tiền anh. Này là của em đúng không? Ừ, mày xài đi. Thoải mái đi. Ủa anh Khánh, anh đèn đâu anh Khánh? Chưa ăn sáng luôn. Dạ anh chị. Vô lưới để nó ngọt hơn chỗ khác. Chào anh. Chào anh. Không ăn cơm đi đâu vậy? Ủa, ăn thử được không? Có tiền thôi mà. Hả? Mất cái bóp không cần tiền. Dạ. Anh thử đi dưới. Thôi giờ không có tâm trạng nào ăn anh ơi. Không có tâm trạng ăn. Không có tâm trạng gì. Chị sáng thằng Cương nó nói chị lụm cái bóp em à. Hồi nào ông? Trời ơi. Ai nói? Cơm chôm đi nè. Sorry nè. Buồn quá buồn rồi. Hiểu không chị? Không, chị đâu biết đâu. Mất hồi nào? Hồi tối mọi người nói em uống xỉn thì chị rớt chị lụm. Trời ơi. Vụ này mới biết à. Mà tối em đâu có xỉn lắm đâu anh. Tối anh ngồi cuối cùng mà. Tối em đâu có xỉn đâu. Tối là hôm qua em mệt, em bệnh á, nhức đầu á. Uống mấy ly mà. Hôm qua em với anh Sơn về chung mà phải không? Dạ. Nó đâu có biết đâu, thằng Trương. Không có, em mới hỏi anh Trương chưa. Trương chưa là nó kè. Trương không có kè mà hỏi nó hỏi anh nó. Anh thế này làm sao kè nó được, thằng Trương nó kè. Mà anh thì níu lấy nó để đi theo. Đó. Rồi về là coi nó để nguyên cơm đi. Em bị mất cái bóp rồi anh. Bóp tiền á. Cái ví tiền á. 20 triệu với lại 500 đô đó. 500 đô người ta gửi cho đi giúp bà con cô bác. Tiền của em mất không sao mà mất 500 đô của người ta. Mất ở đâu? Chắc là... Thì em nghĩ là tối là nhậu thôi cũng hơi xỉn xỉn mà em không có bao giờ em làm rớt cái bóp á.
Không có khi nào mà em qua đó nhậu xỉn quá gì. Không có, không có xỉn, em đâu có xỉn lắm đâu. Xỉn gì. Tối về em nhớ, tối về em còn tắm cho anh Sơn nữa mà. Sáng đi. Tắm bao giờ đó mày về. Tối tắm cho anh nữa mà. Mày lên giường mày. Tối ngồi kỳ lưng cho anh đó. Tối ngồi đấm bóp cho anh đó. Ủa, vậy là nằm mơ luôn á, nằm mơ thấy nó qua kỳ lưng nhanh. Xong rồi. Sáng chúng ta số mà phòng có hai anh em mà, phòng có hai anh em mà sao giờ sao giờ anh Sơn chắc Sơn giấu à? Giấu bóp em với ai nữa. Ở trả đi Sơn. Anh em. Chắc nó bền lâu. Thôi lấy tàm bóp anh. Anh có ba cái thẻ trong này, mỗi thẻ có 20 tỷ. Lấy tàm được. Còn nếu mà anh Sơn không giấu là hai thằng quay cho anh á. Nó đang quay nó thấy bóp em nó lấy luôn. Không. Mấy lính tráng anh nó đàng hoàng lắm, nó không có lưu manh giống như nó không có không bao giờ mà nó làm mấy cái chuyện thất đức vậy đâu. Hay là sáng anh có cầm nhầm không anh? Anh có cầm nhầm không? Cái đập bị vỡ cũng cầm đi. Tàu sao? Chậu cho đã không nhớ xong rồi đổ thừa tùm lum rồi. Tại tối là em gói cái bóp trên đầu nằm em nằm ngủ mà. Thiệt. Không có đời nào không có cái có bóp là em ngủ không có được. Sáng em dậy em vô như toilet mà không biết. Nhưng mà cái bóp. Nhưng mà hồi nãy sáng anh có tiền anh. Hồi sáng là với bí mật nữa. Cái bí mật. Bí mật. Bí mật. Ảnh bồ cũ, ảnh bồ cũ đúng rồi. Danh sách bồ cũ. Có có. Đúng không? Sao trời. Hồi sáng anh qua anh đổ nước em xong rồi anh đi vô lại làm chi? Anh vô làm gì? Vô, tôi vô trở lại mà. Vô anh kiếm anh Sơn. Kêu anh Sơn đi xuống dưới. Chứ anh có vô tình là lụm nữa cho anh xin lại anh khổ quá. Chứ anh tình, anh. Thà em hỏi anh một câu là anh có cố tình lụm nữa không? Vô tình chứ. Nè nó rồi giỡn giả nè. Ừ có thiệt hả anh? Đây cố tình lấy luôn. Anh chạy em cái bếp ra. Dạ đúng rồi đúng rồi. Có trăm đúng tiền không? Phải hình, nhớ bồ em không? Dạ bồ á. Ờ thấy chưa? Bây giờ nhìn cái mái tóc là rất giống Khánh Hà. Đó. Ủa hình Khánh Hà đứng đứng cho mọi người coi. Ờ hình Khánh Hà này nha, đây. Vợ Khương nè. Đó. Đó. Em coi cái hình là giống cái cô thư ký anh không nha. Rồi ok rồi. Cho em xin lại anh. Cảm ơn anh. Phải đủ 220 triệu với 5 đêm luôn. Cho anh xin lại đi anh. Cho anh xin lại đi. Cho anh xin lại đi. Giờ có tiền đâu mà chuột. Giờ không có cái bóp nữa. Giờ không có cái gì trong đây. Thiệt cái sáng giờ mà có một buổi sáng mà không có cái bóp nó khó chịu trong người ghê. Thôi nè trả nè. Trả thiệt anh. Dạ. Xin lỗi anh mốt không có ghẹo anh nữa. Ra lại coi cái hình nhỏ bồ cũ còn không. Rồi vậy thôi. Cái đó còn hình đủ. Hình còn mất mất tiền. Ủa mấy mấy bao cao su đây đâu anh? Ủa mấy mấy bao cao su đây đâu anh? Không phải hết tiền không mất tiền đâu, tiền đâu rồi anh? 500 đô 20 triệu anh. Ở có nhẫn cưới quên đeo nữa. Ở nhẫn cưới rồi đi đóng phim. Nó mà lấy nó cái thằng ăn trộm mà lỡ mà nó lấy nhẫn cưới làm đứt luôn á. Tiền em đâu anh? Tiền còn có 5.000 nè. Cái gì em đừng có tào lao nữa. Ủa tao quýnh giờ thiệt đó. Giờ quýnh thiệt á. 500 đô với lại 20 triệu. Dạ 20 triệu. Em có cái đích không chứ có cái gì tiền mà đặt ba xạo chém gió mà nổ mà tiền tỷ không. Ủa những cái thẻ còn đó. Còn thẻ mất 5 bao cao su. Mất 5 bao cao su. Dạ. Cái đó là chuyện bình thường mà. Ở đây toàn chỉ thành niên không nha, đừng có nói cho em muốn có nghỉ. Hôm qua anh Sơn kêu mua cho ảnh mà chưa đưa nữa. Tao lại mày không? Tao lại mày không? Mày đốt nhà tao kêu. Anh cho em xin lại 5 bao cao su trả cho anh Sơn với lại 500 đô thôi anh. Còn 20 triệu thôi cũng sao, 500 đô là tiền của từ thiện. Dạ. Nói chung anh không biết anh lấy sao như vậy thôi. Ok, thôi bye bye. Ta kiếm cái 500 đô khác đắp vô đi, về bán sầu riêng rồi kiếm tiền bỏ vô đắp vô. 500 đô với Khương gì anh không có gì đúng không? Toàn là bán lần mấy trăm tỷ. Trời ơi, ba tiền mà con cũng ơi. Xe qua xin vợ có mấy ngàn rồi. Xin vợ được có mấy ngàn đi đi công tác. Giờ
Còn được mấy thẻ? Ủa anh, tiền đâu anh? Tiền chứ tiền. Dạ. Thôi đi ra ăn cơm đi cho người ta ăn cơm xong. Xạo xạo xong túi ở bao không có tiền rồi đặt. 20 triệu em anh. Gì? 20 triệu á. Hay là em đi báo công an nha anh. Giờ mất tiền rồi. Đi báo công an đi. Xui quá bà con ba ơi. Con vậy thì lấy lại cái bóp làm gì không có tiền. Không có thẻ không à. Dạ thôi đi đi luôn đi. Giờ con có thẻ không làm gì à? Thôi chứ mình phải tính cách khác thôi. Anh lấy của mình rồi, chắc chắn anh lấy rồi mình biết rồi. Nhưng mà không lẽ giờ ảnh là ship mình mà mình vô nói anh lấy của em hả? Kỳ lắm. Thôi đợi đi. Cái gì cũng vậy, ngày dài tháng động mà. Mình sẽ còn nhiều cách nữa. Như đây đủ 20 triệu đâu. Đây quý bà con, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là 4 triệu. 4 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi. Chứ 2 đô mà nó la là nó 20 triệu chứ 500 đô. Thấy không? Đừng tin cái gì tôi vừa nói. Dạ, ổn rồi vậy. Được. Ủa? Nè thôi gọi em nè. 70 luôn á. 50 triệu. 50 triệu với 200 đô phải không? Ok. Ủa nay cho 20 triệu mà anh. Sao con còn có 2 đô vậy? Con người đó thấy chưa? Bà con thấy không đó? Thôi đi ăn cơm đi ông, đếm. Trời nó đếm tiền phú á. Cuối cùng ảnh cũng không trả 5 bao cao su của anh Sơn luôn. Điền lại quá. Thôi anh Sơn, lát mua cho anh 5 cái khác anh Sơn. Dạ. Mua một lỗ. Mua gì anh? Mua sơ ri hả? Mua sơ ri hả? Mua sơ ri. Mua sơ ri. Chắc chắn là nó sẽ nghĩ cách trả đũa cho mình nhìn cái mặt đó là biết. Thôi, tôi quất được mấy cú rồi, sau này tôi quất được 2-3 cú tôi vui rồi. Chào tạm biệt quý vị các bạn.